Xin chào các bác đến với khu vườn sân thượng nhà mình nhé. Thì mình cũng đã thực hiện rất nhiều cái clip về cái cây cà chua bi mà mình trồng bằng thủy canh rồi. Nhưng mà thực sự là cứ mỗi lần lên thăm cái cây cà chua này thì nó có cái sức hấp dẫn thật là kỳ lạ. Nên hôm nay lại sẽ tiếp tục làm cái clip về cái cây cà chua bi nun trồng thủy canh của mình. Thì trong những cái video trước thì mình đã giới thiệu về cái như là mình cho cái chất dinh dưỡng vào trong cái thùng xốp này, cho nước này, và cái lúc một cây nó mới bắt đầu nó ra hoa, và đến bây giờ thì nó rất là nhiều trái rồi, nó những cái trái nhỏ li ti này. Hôm trước có một cái trận mưa nhỏ mà nó gió nó to, nó làm bay những cái trái nhỏ nhỏ như thế này nên là còn những cái trái to này. Nhưng mà các bạn phải nhìn thật kỹ thì mới thấy là đó là có nhiều cái bí mật ở đằng sau của cái những cái tán lá này. Các bạn nhìn kỹ chưa, nó cứ xun xuê bên trong chùm 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 một đấy. Mình thì chưa biết cái đến lúc nào nó chín được, nhưng mà trông nó rất nhiều quả, nó cứ từng chùm một. Sau mình cứ vén cái nước lá này lên thì nó lại ra rất nhiều quả bên trong bên dưới này. Đây, bạn nhìn này, mình tra trên mạng thì nó cứ ra từng chùm ở đây. Ôi, quả bên dưới là to lắm này, nó to phải bằng gần đầu ngón tay cái này. Thì mình nghĩ là chắc là nó là cũng không thể to được lên nữa đâu, vì tên của nó là giống cà chua bi nùn, thì những cái bi thì nó sẽ nhỏ thôi. Các bạn thấy ở đây nó tiếp tục nó vẫn là ra hoa, chứ nó chưa có hiện tượng dừng hoa. Thì mình nghĩ là nó sẽ nó giống như kiểu là những cây cà chua thông thường, những cái quả nó chín thì nó vẫn tiếp tục chín, mà những cái quả nhỏ nó tiếp tục ra nó vẫn ra. Đây này, những cái nụ nhỏ nhỏ nó vẫn tiếp tục nó ra, trong khi những cái quả nó to như cái quả ở gốc kia nó ra đầu tiên này. Thì nó ra những cái quả nhỏ nó to bằng này, mà giờ to ăn kia nó khoảng tầm hơn chục ngày rồi, thì nó cái quả tiếp theo nó lớn hơn và những cái quả này tiếp tục ra hoa. Và khả năng là những cái cây này nó mình sẽ thu hoạch từ rất là lâu ấy các bạn. Mình cứ hái những cái quả này chín xong rồi mình tiếp tục mình lại thu hoạch và đợi. Các bạn có thể tỉa những cái cây lá nó bị héo đi, vì những cái lá già này nó bắt đầu nó héo đi, nó sát với cái mặt thùng xốp nhà mình ấy, thì mình tỉa bớt nó đi. Đây mình sẽ nhấc một cái cây lên để mình xem nó cho các bạn xem kỹ nhé. Đây là rễ của nó nhiều này thế mà. Đây thì mình nghe mình nhấc đây để những cái quả nó nhỏ ti à. Đợi nó lên nét một chút đây. Đây mình lại cho cái rễ nó xuống này. Trồng nó dễ, trồng nó rất là dễ các bạn, chỉ đợi cho nó chín thôi. Nó rất hào hứng các bạn, nhưng mà khi mà nó chín thì nó sẽ thành những cái chùm mà đỏ đỏ rất là đẹp mắt. Thì khi mà nó bắt đầu nó chín thì mình sẽ làm thêm một cái video về hái quả nhé, các bạn cùng chờ đợi với mình nhé. Xin chào các bạn.